Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ phân tích tại sao nên đầu tư vào dự án The Fairway Phú Quốc. The Fairway Phú Quốc được biết đến là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu tại Phú Quốc do tập đoàn Vingroup đầu tư và phát triển. Dự án đang thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Vậy tại sao nên tham gia và đầu tư vào dự án bất động sản này? Hãy theo dõi thông tin video của Phước Sửu để nắm rõ về cái dự án The Fairway Phú Quốc nha. Thứ nhất, The Fairway Phú Quốc sở hữu được vị trí đắc địa bên khu Renwood. Dự án The Fairway Phú Quốc được đánh giá là một trong những bất động sản có giá trị tiềm năng nhất tại Phú Quốc khi sở hữu một vị trí đắc địa. Đây là một dự án nằm trong khu vực Renwood, nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ và là một khu vui chơi giải trí mua sắm hàng đầu tại khu vực phía Nam. The Fairway Phú Quốc trở thành một nơi thu hút các nhà đầu tư, các khách du lịch nước ngoài và trong nước. Cái thứ hai, chủ đầu tư là một công ty bất động sản thuộc tập đoàn Vingroup. The Fairway Phú Quốc là dự án bất động sản do chủ đầu tư công ty bất động sản New Vision, tập đoàn của Vingroup. Công ty bất động sản này được xếp vào tầng lớp cao cấp hàng đầu của Việt Nam với sự uy tín và tài năng vững mạnh, tiềm lực tài chính ổn định. Đây được xem là một sự hậu thuẫn vững chắc cho chất lượng dịch vụ sản phẩm tại The Fairway Phú Quốc. Cái thứ ba là The Fairway Phú Quốc được thừa hưởng những tiện ích cao cấp từ khu đô thị biển. The Fairway Phú Quốc nằm ngay trong bãi dài, đây chính là bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh với đường bờ biển dài bao phủ bờ cát trắng. Do vậy, tất cả các loại hình biệt thự hay căn hộ ở đây đều tận dụng bằng một tối đa những tiện ích để hướng ra biển tạo nên một tầm view đắt giá. Bạn hoàn toàn có thể thư giãn, nghỉ dưỡng với không khí trong lành, mát mẻ và những hơi nước từ gió biển. Thứ tư, sở hữu bất động sản với mức giá hấp dẫn tại dự án The Fairway Phú Quốc. Căn hộ The Fairway Phú Quốc được hiện nay mang đến một gói ưu đãi cực lớn với nhà đầu tư với mức giá bán chỉ 1,5 tỷ một căn hộ. Đây được xem là một cơ hội hiếm hoi để đầu tư bất động sản tại The Fairway Phú Quốc. Đặc biệt, tại The Fairway Phú Quốc, quý anh chị có thể thừa hưởng tất cả những tiện ích trong khu gồm tiện ích của chủ đầu tư Vingroup như sống tại The Fairway Phú Quốc, trở thành cư dân cộng đồng tinh hoa đầu tiên tại thành phố đảo Việt Nam, trải nghiệm mỗi ngày tại The Fairway Phú Quốc là một ngày khám phá siêu quần thể giải trí lớn nhất tại Phú Quốc. Nghỉ dưỡng, tất cả các căn hộ được thiết kế theo phong cách resort nghỉ dưỡng với đầy đủ tất cả các tiện ích thư giãn, đầu tư linh hoạt với sự gia tăng xu thế Airbnb homestay nghỉ dưỡng an toàn, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đảm bảo pháp lý và tiến độ được xây dựng, tiến độ bàn giao và chất lượng cực kỳ cao. The Fairway Phú Quốc, cơ hội đầu tư vào một căn hộ giá rẻ. Hiện tại The Fairway Phú Quốc có giá chỉ 1,5 tỷ đồng với chính sách thanh toán hàng tháng chỉ 15 triệu đồng. Mức giá này chỉ xuất hiện khi tài sản đạt mức thấp nhất và sẽ tăng dần trong suốt thời gian. Bỏ qua cơ hội này sẽ rất là đáng tiếc. Ngoài ra, The Fairway Phú Quốc đang mở bán giai đoạn đầu. Quý vị cần thông tin hãy bấm ngay trong sổ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.